Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh của mình nha. Hôm nay mình với ông anh hàng xóm đi cắt cá nha các bạn. Mới xả nước vừa nhận chiều nên đang có ngủ. Được con cá nào to to hay không? Hy vọng là sẽ gặp được nhiều cá. Thế bây giờ tụi mình vừa mới bắt đầu ra ngoài đồng rồi, xung quanh toàn là lúa với cỏ đây, hy vọng sẽ gặp được những em cá phụ mẫu. Các bạn phải tăng lên mình nha. Hai em cứ sạch bầu bầu như của mình bầu không các bạn ấy, nghe nhái rồi kêu rôm rẻ không nghe sướng tai luôn. Bố đất mẹ nó không nhỉ? Nhiều gặp như thế. Mấy cỏ rồi đừng chồng như vậy à. Lạnh quá. Lấp lấp. Hướng. Lùng. Dùng thấp cái gì vậy? Hãy
khỏi từ trồng rồi đó ha. Vô có vô em đây 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 đó rồi nó với anh vô ấy không vô thừa thừa nha cầm chất luôn luôn có đi nó thấp thấp đi mình muốn đồng lúa à có chạy nó dừng mình vô chuột rồi tối thì muốn cảnh như mấy xong là có lưu nhiều thôi nó biển này ai ai nè ai ai nè nè thôi mình phải chạy chậm chậm ông nghe. Gì đâu đó dạ dạ tiền ngủ đâu phải đâu rén khổ mẹ rén 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 chết rồi đâu rồi mình mới ép mình trên đường lúc là xe hôm rồi hay con gì đó luôn gì quá quá này khé bự chết luôn
cơ cũng có rồi. Đi 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 đi
Đây, một em lươn đây. Mình giữ được ai? Không giữ được. Bụng má còn cách thêm vô mình chụp không? Đấy. Không. Chuyện dạng gì vậy? Lé mẹ. Mò nó rụt rụt ra tôi giết không à? Cái đồng hồ. Đồng hồ hả? Mẹ. Chù cái đồ đồng. Ôi xưa. Ô hô hô. Trời ơi, cái đồ. Bà cha cô. Nói thì thấy cái đồ ra. Ôi, cái đồ khiếp bà. Quay hai chập cho nó chạy nè. Không. Wow, cái đồ. Mấy cục chụp nó đủ, nó dùng phát. Má, cái đồ gơ thiệt. Nhỏ chứ rồi. Mẹ trời ơi đủ mạnh đâu không quá đủ mẹ tôi mới cầm được cái chân nào không anh vậy đạp vậy vãi được phải không mà hồn cũng nát rồi. Đi nhớ nền ạ. Ủa, nước đây. Lậu nước bấm bấm bấm. Đừng bấm nha. Mà lưu lại để cho nó dùng cái áo lên máy. Cái sợ ớt này á. Nó hết rồi, hết rồi, hết rồi.
Đám này có tối hả? Có, tủ còn một. Tắt đèn, tắt đèn, vẫn được. Thấy mình chạy đường hết này. Thế nó ngủ như vậy. Thái điện chạy cho động sẽ giật cái này. Cố mà yếu cái ai cái rô nhấp lên
Đó. Lùi lằng xuống mà mình đang lù còn mấy con to nó kẹt.